Sapa Thơ, điểm đến lý tưởng ở châu Á vào mùa thu này. Thời điểm chuyển từ hè sang thu là khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện những chuyến đi xa bởi thời tiết dễ chịu. Du lịch đã qua một cao điểm, như lễ hội văn hóa hấp dẫn được tổ chức. Chuyên trang du lịch The Trevor của Canada hôm 18 tháng 9 đề xuất 10 điểm đến ở châu Á chưa được biết tới nhiều vào mùa thu đang chờ đợi du khách khám phá. Trong đó có hai điểm đến của Việt Nam là Sapa và Cần Thơ. Viết về Sapa, The Trevor nhận định, nằm ở phía tây bắc Việt Nam, Sapa là một điểm đến hàng đầu châu Á không thể bỏ lỡ vào mùa thu. Khu vực vùng cao này nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục cùng sức hấp dẫn văn hóa không thể phủ nhận. Du khách có thể khám phá ruộng bậc thang, đi dạo trên những con đường quanh co hay hòa mình với nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc sinh sống ở nơi đây. Sapa còn được đánh giá một trong những điểm đến có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 10, thị trấn quyến rũ này sẽ tràn ngập trong sắc thu tuyệt đẹp mang đến cho nơi đây một diện mạo mới với mới với điểm nhấn là những thử ruộng bậc thang vàng ống ả cùng mùi thơm ngào ngạt của hương lúa chính. Trong khi đó, ở phía nam, The Trevor đánh giá Cần Thơ là một địa điểm tuyệt vời để khám phá vào mùa thu này bởi những sắc màu rực rỡ và vô số hoạt động thú vị để du khách trải nghiệm. Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là nơi du khách có thể tận hưởng không gian sông nước đậm, chất miền Tây, The Trevor gợi ý, đi dọc sông Mê Công trải nghiệm văn hóa chợ nổi truyền thống tấp nập với đủ sắc màu của hoa. Trái vào lúc bình minh chắc chắn mang lại cho du khách ấn tượng khó phai. Đến chợ nổi Cần Thơ, du khách đừng quên thử một bữa sáng ngon miệng trước khi bắt đầu đi dạo quanh chợ. Ngắm nhìn những ghe thuyền trao đổi hàng hóa trên sông là một cách để kết nối với văn hóa tuyệt vời của nơi này.